Những cơn gió thổi lạnh người, giật mình nhìn lịch tháng 10 rồi ư. Chặng đường 2024 cũng chỉ biết thốt hai từ quá nhanh. Chỉ còn 3 tháng mong manh là lại chuẩn bị hoàn thành một năm. 9 tháng đầy những khó khăn, đầy những mất mát nhọc nhằn gian nan. Chỉ mong tháng 10...